Em xin phép trợ giúp dùng quyền trợ giúp nốt là gọi cho các nhà thông thái ạ. Người chơi của chúng ta không tự tin lắm giữa các lựa chọn của mình và cô ấy đã quyết định sử dụng quyền trợ giúp là gọi cho các nhà thông thái. Chúng tôi xin được kết nối với các nhà thông thái ạ. Xin chào anh nhà thông thái. Chào thầy quay ạ. Vâng, chắc các anh đã mong chờ giây phút này lâu rồi. Dạ, thực ra ngồi ngoài này thì càng đợi lâu thì sẽ càng áp lực. Càng căng thẳng anh ạ. Vâng, các anh suy luận đúng đấy ạ, tại vì là đúng là cũng đang rất áp lực. Và có khi cái áp lực đấy đang khiến cho bạn phương ái của chúng ta hơi căng thẳng một chút và bạn ấy đang phân vân trong một câu hỏi mà bạn muốn nhờ sự trợ giúp của hai anh. Hai anh sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Sẵn Vâng ạ. Vậy thì người chơi và hai nhà thông thái sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Dạ vâng, em chào hai anh ạ. Ca khúc Quê Hương được nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc từ bài thơ nào? A. Nhớ con sông quê hương, B. Thuyền và biển, C. Bài học đầu cho con và D. Là quê hương. Thực ra bài hát này thì em không chắc có phải là bài mà Quê Hương là chùm khế ngọt mà mình rất là quen thuộc không. Dạ Nhưng mà mời. em nhớ là nếu như nó thì nó sẽ là phổ nhạc từ bài thơ Quê Hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Bao nhiêu phần trăm ạ? Em chắc khoảng 70%. 5 giây ạ. Khoảng 70 đến 80% ạ. 70, dạ vâng, cảm ơn ạ. Khi mà còn 5 giây thì anh ấy thêm được 10%. 10% nữa. Cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Bây giờ chỉ còn lại bạn và bốn phương án trả lời. Ca khúc Quê Hương em cũng đâu đó đọc được cái câu này là quê hương phổ nhạc từ bài thơ Quê À, Hương, bài này gặp câu này gặp rồi sao lại sai được nhở? nhưng mà em cũng không chắc. Đừng 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 chết rồi. Có khi nào nhà không phải sai chưa ạ? Cũng mới đây thì cũng có, xong đó các anh ấy cũng phải mời người chơi ăn uống rồi cà phê các thứ khá vất vả. Mình đã nghi rồi, mình đã nghi bài học đầu cho con rồi. Nó đi nào? Nó chính là cái bài Quê Hương là chùm khế ngọt. Trong bài Quê Hương nhớ con sông quê hương tôi có con sông xanh biếc. Nguyên tắc bài này đấy Quê hương là gì hả mẹ đấy? Mà câu cái khổ thứ hai bắt đầu là quê hương là chùm khế ngọt cho con trầu hái mỗi ngày. Quê hương là Thì gì của mẹ? nó là bài học được cho con. Đừng chọn, em xin chị. Nhà thông thái sai rồi. Đang dùng siêu năng lực để xáo trộn các dữ liệu trong đầu. Nào, hãy cho tôi biết quyết định của bạn là gì? Em xin tin tưởng vào hai nhà thông thái ạ. Hai nhà thông thái. Em sẽ chọn đáp án D ạ. Đáp án D Dạ. là đáp án cuối cùng của bạn. Dạ, đáp án cuối cùng của em. Lúc nãy bạn có hỏi tôi về tỷ lệ sai của các nhà thông thái thì theo như tổng kết của chương trình Ai Là Triệu Phú thì tỷ lệ đúng của các nhà thông thái rất cao, lên đến tầm độ khoảng 80% những lần trợ giúp là họ trợ giúp chính xác cho người chơi. Còn 20% còn lại thì lại mời ăn uống và mời cà phê thôi. Vâng. Với câu hỏi này thì câu trả lời sẽ có sau ít phút nữa. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi, Trần Thị Phương Ái, đang gặp một chút khó khăn với câu số 9 và bạn đã quyết định nhờ sự trợ giúp của hai nhà thông thái. Hai nhà thông thái đã tư vấn và người chơi đã quyết định chọn phương án D, quê hương. Có mấy câu trong bài thơ này tôi có thể đọc cho bạn. Quê hương là gì hở mẹ mà cô giáo dạy phải yêu? Quê hương là gì hở mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Và đó là bốn câu thơ trong bài thơ Bài Học Đầu Cho Con, phương án C mới là phương án chính xác. Tiếc quá. Tôi xin phép được kết nối với hai nhà thông thái ạ. Vâng, hai anh không thể lờ được vụ này đâu. Vâng, xin chào hai nhà thông thái ạ. Anh Xin Hoàng, mặt đây tôi xem chào nào. quay. Xin chào Ái, và Ái có thể Dạ, xin nhìn chào thấy Hoàng như này, một anh. người mà thực sự là rất là mạnh mẽ. Nhưng Hai em về mà chưa ạ?
Thực ra là đây là một cái lỗi sơ đẳng trong việc ghi nhớ của em. Và thực sự em rất xin lỗi chị ạ. Vâng. Em nói gì cho Hoàng nhẹ lòng đi, không nhìn trông mặt buồn lắm. Có khi còn buồn hơn người chơi. Tôi xin nói thêm một chút là sau khi mà Ái chọn cái phương án đó thì Hoàng ngay lập tức đã dằn vặt rồi. Và ở ngoài này thì Hoàng chắp tay và nói là em xin chị đấy, chị đừng nghe nhà thông thái, em sai rồi. Tôi hy vọng là điều đấy cũng làm cho Ái có một chút gì đấy cảm thấy thoải mái. Và thực sự là chúng ta rất là may mắn, bởi vì là rất hiếm khi chúng ta nhìn thấy một siêu trí tuệ mà ở trong cái bộ dạng như này. Thực sự là như vậy.